Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới tài sự và đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình tại Trung Quốc liệu tập cận bình nếu như ngồi nhiệm kỳ thứ ba ông ta có thể ngồi hết nhiệm kỳ hay không đây sẽ là câu hỏi bởi vì cái dấu hiệu trong ngày 1 tây tháng 10 tức là ngày đệ lễ quốc khánh của cộng sản Trung Quốc thì người đọc diễn văn lại là Lý Khắc Cường, còn tập cận bình có xuất hiện trong cái đại sảnh đường nhân dân nhưng ông ta lại không đọc diễn văn và trước đó thì ông ta lại có bài viết ở trên một trang báo ở tại trung quốc và ông ta khẳng định là đảng cộng sản trung quốc sẽ phải đối diện với một cái gọi là cuộc đấu tranh vĩ đại quý vị đi qua bản tin này rồi chúng ta sẽ thấy được tình hình của tập cận bình như thế nào đầu tiên hết là quý vị Chủ tịch nhà nước Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh cáo đảng Cộng sản là chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh vĩ đại ở trước mắt. Và trong đó thì quý vị thấy tấm hình là Lý Khắc Cường, Tập Cận Bình ở trong cái tòa đại sảnh nhân dân. Và trong đó thì ông Tập Cận Bình đã kêu gọi đảng Cộng sản là phải tập trung vào cái sứ mạng lịch sử mà ông ta gọi là một cuộc đấu tranh vĩ đại ở trước mắt. Trong một bài viết được công bố vào ngày thứ Bảy, thì trong cái ngày gọi là National Day của Trung Quốc, tức là cái ngày quốc khánh của Trung Quốc, thì trên một cái tờ báo của đảng có tên là QC thì ông Tập Cận Bình nói rằng là đất nước này chưa bao giờ có một cái gọi là một cái sự tái thiết mạnh mẽ và trong đó gần như có nhiều thách thức và trong đó thì ông ta khẳng định điều quan trọng nhất là ông ta đã lên tiếng và cái câu nói quan trọng nhất là chúng ta sẽ không quay trở lại con đường bị cô lập trước đây và cũng sẽ không để cho bất kỳ ai hay một thế lực đen tối ma quỷ nào thay đổi lá cờ của chúng ta chứ thay đổi lá cờ này thì có nghĩa là thay đổi cái thể chế chính trị và trong đó thì quý vị tấm hình này là tấm hình mà lý khắc cường đã đọc bài diễn văn trong cái nghề lễ gọi là quốc khánh của trung quốc thì quý vị đây là cái tình hình của trung quốc thì nhiều người thắc mắc tại sao tập cận bình trong vai trò chủ tịch nhà nước trong nhiệm kỳ thứ ba không đọc bài diễn văn mà nhường cái chỗ bài đọc diễn văn này lại cho lý khắc cường mặc dù có mặt của tập cận bình mà mặc dù ở trên một cái tờ báo của đảng, một cái trang tạp chí của đảng, thì Tập Cận Bình cũng đã viết một cái bài trên đó. Thì quý vị, tôi sẽ giải thích và tôi sẽ phân tích cho quý vị thấy lý do tại sao. Tuy nhiên, à, trước khi mà đi qua phần này, có lẽ chúng ta sẽ đi qua một cái bối cảnh khác là trong cái nhiệm kỳ 3 của Tập Cận Bình. Thì chúng ta, chúng ta sẽ thấy được là nhiều thách thức và chưa chắc rằng Tập Cận Bình có thể vượt nổi cái giai đoạn này. Quý vị, ở cũng trên tờ South Channel Morning Post thì số ra ngày hôm nay cho thấy là Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản cam kết là sẽ làm việc chung để chống lại Cộng sản Trung Quốc. Và trên đây thì quý vị thấy là à, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản đồng ý vào ngày thứ Bảy là sẽ gia tăng hợp tác quân sự đối diện với sự bành trướng tham vọng của Trung Quốc. Trong cuộc à, nói chuyện ở tại Hawaii, các vị bộ trưởng đã mạnh mẽ lên án việc mà Trung Quốc đã bắn thử hỏa tiễn đạn đạo băng ngang eo biển loạn hồi tháng 8 sau chuyến viếng thăm của bà Nancy Pelosi viếng thăm Đài Loan à, phía bộ quốc phòng của Nhật Bản cho biết chúng tôi vẫn tiếp tục có những cái hợp tác đa phương để mà đóng góp cho cái à, à, cái việc mà bảo vệ cho cái an ninh của khu vực Indo-Pacific. Bộ trưởng quốc phòng của Nhật Bản là Yasusuke Hamada đã phát biểu với lại các thông tin viên, chúng tôi vẫn đang lo ngại Trung Quốc gia tăng rất nhiều những hành động bất hiếp ở trên khu vực eo biển Đài Loan và một số nơi khác. Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là Lloyd Austin đã phát biểu với lại các đối tác cùng với lại của Úc và của Nhật Bản trong lúc mà đội bên nhóm học và quyền lợi à, về và sự dối trá ở trong đây thì chúng ta thấy được cái uh, họ có thể gọi là thay đổi quy tắc trên toàn cầu tuy nhiên chúng ta vẫn có một quyền áp lực để uh, thúc đẩy cái chiến lược Indo-Pacific Giữa lúc mà Trung, Trung Quốc đang tìm cách làm mềm đi cả thế giới xung quanh chúng ta đó là lời phát biểu của bộ trưởng của áo ở uh, của úc là richard Malice đã lên tiếng như trên đây là cuộc họp khá quan trọng của ba bộ trưởng quốc phòng và ba quốc gia liên minh ở tại á châu Quý vị đây là các giai đoạn mà có nhiều đồng đoán ngày 16 sáu tây này gần như là à, phía của trung quốc khẳng định là tập cận bình có thể ngồi cái nhiệm kỳ thứ ba ở trong cái à, cái giai đoạn này thì quý bị mặc dù lý các cương là người phát biểu tuy nhiên thì à, ở trên tờ báo cũng cho thấy là à, đây là hai tuần lễ trước cuộc bầu cử lần thứ 20 của đảng cộng sản trung quốc và trong đó có nhiều cái người dự tính là ông tập cận bình sẽ được xác nhận là sẽ có một cái nhiệm kỳ thứ ba à, trong vai trò lãnh đạo của đảng như vậy thì nếu là Tập Cận Bình ngồi nhiệm kỳ thứ ba tại sao ông ta không đọc bài diễn văn? Là bởi vì quý vị, có lẽ là trong cái hội nghị Bắc Đế Hà trước đây, thì phía Tập Cận Bình và cái phe đối lập đã đi tới một cái thỏa thuận là chia quyền. Và hành động chia quyền này, nó được thể hiện rõ và cho thấy rõ trong cái ngày đại lễ của khánh. Thay vì Tập Cận Bình là kẻ sẽ phải đọc diễn văn, thì bây giờ nhường cái vị trí này lại cho Lý Khắc Cường. Có nghĩa là Lý Khắc Cường cũng sẽ từ chức thủ tướng để bước qua một cái vị trí cao cấp khác ở trong bộ chính trị. Chúng ta vẫn chưa biết Lý Khắc Cường cái vai trò rõ nét của ông ta là cái gì. Có thể ông ta sẽ là ngồi ghế phó chủ tịch nhà nước, thay thế cho vị trí của Vương Kỳ Sơn. Nhưng cũng có thể là một cái vị trí khác quan trọng hơn nằm trong bộ chính trị. Thì quý vị, đây là cái cách mà họ phân quyền ở tại Trung Quốc. Nhưng tại sao tôi lại đặt câu hỏi? Tôi lại đặt câu hỏi là Tập Cận Bình liệu trong 5 năm kế tiếp ông ta có thể giữ được cương vị hay không? Đây sẽ là một câu hỏi lớn cho mọi người bởi vì Tập Cận Bình được đánh giá là kẻ đã là một công tử tiêu xài hoang phí chứ không phải là một kẻ có thể à, thu nguồn lại về cho Trung Quốc và đẩy Trung Quốc vào cái thế à, kẹt của ngày hôm nay. Ok quý vị, để phân tích lại cái điều này chúng ta phải phân tích vào những cái giai đoạn trước cái giai đoạn trước tức là trước khi Tập Cận Bình lên để thấy được cái bối cảnh của Trung Trung Quốc trong lúc mà phát triển. Nó đã có những cái phe phái, bè phái và nó chia chắc quyền lợi trên đầu của người dân. Cho tới khi Tập Cận Bình lên thì ông ta được một nhưng ông ta mất mười. Được một tức là ông ta đã tiêu trừ tất cả cái nạn bè phái ở trong cái bối cảnh phát triển kinh tế của Trung Quốc. Một phần nào ít nhất là ông ta cũng đã tiêu trừ được ít nhất là khoảng từ 60-70% cái tình trạng bè phái thì cái cái ông ta được là củng cố lại cái nội lực của đảng Cộng sản cai trị tại Trung Quốc. Tuy nhiên cái mất của ông ta là ngay cả cái hành động của ông ta ở trong nội tình của Trung Quốc đã có một cái sự gọi là bất mãn và trực chờ lật đổ của ông ta. Và thứ hai là tình hình đối ngoại. Do vì củng cố cái vấn đề ở trong nước, Tập Cận Bình đã có chính sách diều hậu đối ngoại ở bên ngoài. Chính cái chính sách này đã dẫn tới tình trạng là Trung Quốc dần dần bị cô lập thì quý vị, để phân tích điều này, tôi sẽ đi từ cái giai đoạn của Đặng Tiểu Bình chấm dứt cái nhiệm kỳ của ông ta. Và người mở ra cái nhiệm kỳ mới sau ông ta và đã bắt đầu chính thức phát triển cái kinh tế Trung Quốc là Giang Trạch Dân. Quý vị còn nhớ Đặng Tiểu Bình là kẻ còn sống sót sau cái giai đoạn được xem là của bị cai trị khá lâu bởi Mao Trạch Đông và Tứ Nhân Bang, tức là vợ thứ tư của ông ta. Và khi mà Đặng Tiểu Bình lên thì đã viết lại tất cả những cái quy tắc của đảng cộng sản trong đó mỗi một kẻ kẻ lãnh đạo tối đa là 10 năm hai nhiệm kỳ mỗi nhiệm kỳ 5 năm và ông ta đã hoàn tất và cuối cùng ông ta nhường lại cho phía của giang trạch dân thì sau khi giang trạch dân lên là lúc mà trung quốc bắt đầu mở cửa phát triển kinh tế và rồi tới thời thời điểm của hồ cẩm đào là và tiếp nối cái đường phát triển của gia giang trạch dân và cuối cùng sau giai đoạn của Hồ Cẩm Đào là tới Tập Cận Bình. Thì quý vị, trong suốt từ cái giai đoạn mà của Đặng Tiểu Bình kéo dài cho tới giai đoạn của Hồ Cẩm Đào chấm dứt cái nhiệm kỳ của ông ta, thì kinh tế Trung Quốc được xem là phát triển giống như là đôi hia bảy dặm. Họ đi rất nhanh bởi vì họ có một cái lợi thế là một cái quốc gia đông dân, chưa khai thác nhiều và có nhiều cái lợi thế cho nên nhiều công ty trên toàn thế giới và cùng một lượt với cái chiến lược gọi là toàn cầu hóa của Bill Clinton tập trung vào thị trường của Trung Quốc. Do đó, nền kinh tế của Trung Quốc đã phát triển một cách nhanh chóng. Nhanh chóng nhưng thiếu căn bản. Tức là họ phát triển rất là nhanh. Phát triển kinh tế Chile họ phát triển rất là nhanh. Và nguồn đầu tư vào là là được xem là unlimited, tức là vô giới hạn luôn. Do đó, quý vị, trong cái giai đoạn phát triển kinh tế này, thì những cái thành phần mà đi theo gian trạch dân, đã bắt đầu chiếm lĩnh một số những cái khâu quan trọng là mà theo cái truyền thống thường thường cái truyền thống kinh tế quan trọng nhất vẫn là công nghiệp do đó phe của giang Thạch dân chiếm lĩnh những cái vị trí quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp trong đó là về khai thác than đá khai thác tài nguyên và kể cả cái kỹ nghệ về công nghiệp đóng tàu vân vân hay là đóng xe vân vân tức là những cái công nghiệp nặng Ngược lại, cho tới giai đoạn của Hồ Cẩm Đào thì lúc đó quý vị, cái nền kỹ thuật thế giới đã bắt đầu có một cái xu hướng mới. Thì là Hồ Cẩm Đào đã phát triển kinh tế mạnh ở cái lĩnh vực này. Thì quý vị, những kẻ mà theo kiếm băng dưới thời của Hồ Cẩm Đào thì lại khai thác về cái khu vực kỹ thuật nhiều hơn. Trong đó ngành viễn thông, ngành internet cho tới những cái phát triển về kỹ thuật. Thì quý vị từ giai đoạn của Đặng Tiểu Bình là cái thời còn là nông nghiệp và một phần nhỏ về công nghiệp, rồi qua tới thời của Giang Trạch Dân phát triển hạ tầng cơ sở về công nghiệp và khai thác tất cả những cái tài nguyên khoáng mỏ. Sau đó tới thời của Hồ Cẩm Đào thì phát triển cái nền kinh tế kỹ thuật. Thì quý vị, tất cả những điều này cộng lại đã làm nên một cái nền kinh tế Trung Quốc khá phát triển mạnh cho tới khi tập cận bình lên nắm quyền năm 2012 thì được xem là cái cao thời điểm cao nhất của nền kinh tế Trung Quốc. Ông ta đã hưởng tất cả những cái thành quả của các đời lãnh đạo trước. Nhưng mà đồng thời quý vị, ông ta cũng nhận luôn cái hậu quả của các đời trước, tức là do cái vấn đề phát triển kinh tế này giống như tôi nói là họ đã chia ra nhiều phe phái. Tức là mỗi phe chiếm lĩnh một phần cái nền kinh tế phát triển từ các lĩnh vực từ lĩnh vực tài chánh ngân hàng qua tới lĩnh vực khai thác về công nghiệp và khoáng mỏ cho tới lĩnh vực về kỹ thuật và lĩnh vực về giáo dục thì quý vị họ chia nhau để khai thác và làm giàu làm giàu đây là cái thành phần được xem là nằm trong nguồn máy cai trị làm giàu tôi không nói người dân người dân trung quốc vẫn sống trong nghèo khó đa số người dân trung quốc vẫn sống trong nghèo khó và quý vị tập cận bình năm 2012 khi mà ông ta lên thì đầu tiên hết là ông ta đã bắt đầu mở chiến dịch bắt đầu thanh trừng các phe phái các bè phái ở trong đảng và trong suốt 10 năm qua ông ta đã thành công nhiều người đã phải đi tù nhiều người tán gia bại sản và ông ta đã à, kỷ luật cả triệu người khác liên quan tới vấn đề gọi là tham nhũng lạm quyền ở cấp địa phương cho tới cấp trung ương thì quý vị thấy là rất nhiều nhân vật đã bị đánh tơi tả mà trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã thấy rồi thì ông ta thành công ở chỗ là ông ta đã trừ tiêu trừ coi như là bảy sáu phần trăm những cái thành phần bè phái trong đảng tuy nhiên cái thành phần còn lại nó vẫn mạnh cái thành phần còn lại và chính vì họ bị chặt đi và họ bị bớt hết những cái quyền lực họ đâm ra cái sự bất mãn họ cao hơn do đó nhiều đồn đoán trong cái hội nghị trước cái hội nghị bắc đê hà cho rằng là ông ta sẽ không đạt được cái sự ủng hộ. Nhưng mà cuối cùng quý vị, trong cái ngày đại lễ quốc khánh vừa rồi, chúng ta thấy rõ tập cận bình đã củng cố được cái quyền lực của ông ta. Nhưng quyền lực của ông ta không phải tuyệt đối. Tức là à, phía đối lập của ông ta vẫn muốn có một nhân vật có thể kềm chế tập cận bình và nhân vật này họ chọn là Lý Khắc Cường. Lý Khắc Cường là nhân vật được đưa ra để mà kềm chế quyền lực của tập cận bình ở một phần nào đó và tập cận bình phải chấp nhận là ông ta muốn ngồi nhiệm kỳ thứ ba thì phải chia sẻ quyền lực tức là ông ta không thể một tay thao túng toàn bộ bầu trời của trung quốc nữa mà nó sẽ có sự kềm chế của lý khắc cường đó là lý do mà tôi giải thích tại sao mà lại có tình trạng năm nay lý khắc cường lại là kẻ đọc bài diễn văn à, trước quốc dân trong cái ngày gọi là đại lễ song thập đại lễ về quốc khánh của Trung Quốc xin lỗi quý vị tôi lộn qua Đài Loan đại lễ quốc khánh của cộng sản Trung Quốc ngày 1 tây tháng 10 thì điều này có thể giải thích được một phần nào để quý vị thấy là tình trạng chia quyền ở trong quyền lực của Tập Cận Bình đã rất rõ nét tuy nhiên quý vị tôi đã gọi Tập Cận Bình là một thứ công tử tiêu xài hoang phí bởi vì năm 2012 khi Tập Cận Bình lên ngôi thì lúc đó nền kinh tế của Trung Quốc đứng hàng thứ hai trên thế giới năm 2010, Trung Quốc chính thức qua mặt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới và mức GDP của họ đạt tới 8%. Con số cao nhất trên thế giới chưa bao giờ, chưa có một nước nào có cái mức mà GDP kinh tế phát triển mạnh như vậy. Tức là Tập Cận Bình đã thừa hưởng tất cả thành quả phát triển kinh tế sau 20 năm của Trung Quốc, tức là từ đầu năm 90 cho tới năm 2012. Thì quý vị, là coi như là hơn 20 năm thì ông ta hưởng được một cái sự thẳng dư về kinh tế tức là tiền bạc rất là nhiều thì quý vị Tập Cận Bình vì muốn xây dựng cái mạng lưới à, vòng đai và trái độn để bảo vệ cho cái quyền lực ở tại nội địa Trung Quốc ông ta đã tung tiền ra xài rất nhiều đặc biệt là cái sáng kiến một vành đai một con đường nó đã đốt của Trung Quốc hết 2.700 tỷ Mỹ Kim Mức thẳng dư của Trung Quốc lúc mà Tập Cận Bình lên cầm quyền là 4.000 tỷ Mỹ Kim. Là mức thẳng dư về việc xuất cản và à, nguồn kinh tế của Trung Quốc thẳng dư đó quý vị. Họ không bị thâm thủng. Những quốc gia khác bị thâm thủng, bị mang nợ. Lúc đó Trung Quốc lại không bị. Mà họ lại thẳng dư tới 4.000 tỷ. Thì trong 10 năm qua Tập Cận Bình đã đốt 2.700 tỷ Mỹ Kim cho các dự án về một vành đai một con đường mà cho tới giờ phút này vẫn chưa thu tiền lại về hết. Tức là vẫn bị lỗ lã trong cái vấn đề này và có, có khuynh hướng là mất dần số tiền này luôn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Tập Cận Bình gặp một cái cơn sóng khá gay gắt từ năm 2018 khi mà ông Donald Trump mở cuộc chiến mậu dịch với Cộng sản Trung Quốc. Và cuối, cuối cùng quý vị, số tiền thẳng dư của Trung Quốc đã biến mất hết. Thị trường chứng khoán bốc hơi rồi tất cả các công xưởng bắt đầu bị mất mát việc làm bởi vì cái áp sức áp đặt thuế của ông Trump nhắm vào mặt hàng của Trung Quốc và cái chiến lược Á Châu Thái Bình Dương bắt đầu rõ nét thì quý vị Tập Cận Bình gần như là đốt sạch cái số tiền thẳng dư mà vốn mà Trung Quốc đã tích tụ trong hơn 20 năm phát triển kinh tế và ông ta đốt trong vòng vài năm cầm quyền của ông ta mất sạch hết và tới giờ phút này ông ta gượng có thể ngồi lại cái chức tổng bí thư, kim chủ tịch nhà nước thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Nhưng lần này thách thức mà ông ta phải đối diện là một cái thách thức rất lớn. Trong nội địa thì quý vị, tình trạng thất nghiệp đã lan tràn. Ở trong cái bản báo cáo của tờ South China Morning Post đã cho thấy là cái mức thất nghiệp ở Trung Quốc đã, đã nằm ở mức gọi là thê thảm cộng với lại cái chiến dịch mà gọi là zero covid của ông ta đã bị à, à, đã khiến cho nền kinh tế Trung Quốc đã bị chậm lại và mức GDP của họ đã giảm đi. Con số mà Ngân hàng Thế giới, tức là cái vị trong ngày thứ ba, tức thì Ngân hàng Thế giới đã đưa ra cái số mức tăng trưởng của Trung Quốc là 2.8% trong năm nay, giảm từ 5% vào từ tháng 4 và để cho Trung Quốc đã bắt đầu đứng sau các nước ở Đông Á. Và trong đó thì Trung Quốc rõ ràng là ông Lý Khắc Cường thì đưa ra một cái mục tiêu là 5.5% mức tăng trưởng nhưng mà có vẻ ông ta đã không đạt được cái mức này. Đây là con số mà phía của Ngân hàng Thế giới tức là World Bank đưa ra, không phải thôi đưa ra. Như vậy thì quý vị, Tập Cận Bình trong 5 năm kế tiếp đầu tiên hết về nội địa, ông ta phải đối diện với tình trạng làm sao phục hồi được nền kinh tế. Làm sao phục hồi được nền kinh tế mà nó có thể tăng trưởng ít nhất là được hơn phân nửa so với năm 2012 lúc ông ta nhận chức tức là ít nhất nền kinh tế Trung Quốc phải đạt được mức là 10, ít nhất là 4 4 cho tới 4.5%. Tức là mức tăng trưởng GDP của họ. Trong khi đó, nạn thất nghiệp hiện nay quý vị là mức thất nghiệp của những người trẻ đã từ 16 tới 24 tuổi đã tăng lên ở mức là 18.7% hồi tháng 8 và bây giờ và chỉ giảm hơn tháng 7. Là tháng 7 là mức là có 19.9% là mức thất nghiệp. Đây là con số mà cho thấy rằng là Tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ ở Trung Quốc rất nhiều. Con số này là mấy trăm triệu người. Có nghĩa là nền kinh tế đang bị thiếu hụt trầm trọng về vấn đề việc làm. Bởi vì các công ty sau khi mà bị cái chiến dịch của Hoa Kỳ từ đời ông Trump nối tiếp qua tới đời Joe Biden, dần dần cô lập nền kinh tế. Do đó, kinh tế Trung Quốc đang đối diện với tình trạng thị trường bị giới hạn. Thị trường bị giới hạn tức là họ không còn xuất cản thoải mái như ngày xưa. Và kể cả cái thị trường lao động của họ cũng không còn được cung cấp cái giá rẻ giống như ngày xưa. Tức là ngày xưa người ta đầu tư vào Trung Quốc bởi vì nhân công ở Trung Quốc rẻ. Nhưng mà sau mười mấy hai chục năm thì giá nhân công đã không còn rẻ nữa. Giá nhân công đã không còn rẻ nữa. Thứ ba là vấn đề khai thác từ thời của Giang Trạch Dân. Từ thời của Giang Trạch Dân là khai thác các cái khoáng mỏ tài nguyên ở nội địa Trung Quốc. Thì nó phá nát trong vòng 20 năm rồi. Từ thời của Giang Trạch Dân qua tới thời của Hồ Cẩm Đào. Thì quý vị, gần như là các cái khoáng mỏ tài nguyên của Trung Quốc đã bị khai thác sạch sẽ. Do đó, thời gian tới là Trung Quốc phải nhập cảng nguyên liệu từ nước ngoài. Có nghĩa là Trung Quốc phải đi tìm cách khai thác khoáng mỏ ở bên ngoài Trung Quốc để đưa những cái đề, những cái nguyên liệu này về Trung Quốc biến tà chế thành những cái nguyên liệu để sản xuất hay là cung cấp cho thị trường bên ngoài. Thì quý vị, rõ ràng là đây là một cái một cái nền kinh tế bắt đầu mượn tạm rồi. Thay vì là cái nền kinh tế gốc lúc trước nó sản xuất và nó khai thác thì bây giờ khai thác hết rồi. Bây giờ nó phải vay mượn bên ngoài. Tức là Trung Quốc phải đi đấu thầu những cái khoáng mỏ ở Trung Mỹ, Nam Mỹ ở Phi châu để duy trì cái nguồn nguyên liệu. Do đó quý vị, nền kinh tế Trung Quốc sẽ gặp nhiều thách thức. Thách thức từ mất việc làm, Thứ hai là nguồn nguyên liệu càng lúc càng khan hiếm. Và thứ ba lại bị Hoa Kỳ chặn đường ở trong cái vấn đề phát triển về kỹ thuật. Thì quý vị, do đó nền kinh tế Trung Quốc tôi đã nói quý vị là năm 2023 sẽ bước vào một cái cơn khủng hoảng kinh tế. Đó là cái tình trạng mà nội địa thách thức quyền lực của Tập Cận Bình. Tình trạng bên ngoài thì quý vị vừa thấy bản tin tôi vừa đưa. Hoa Kỳ Úc và Nhật đã bắt đầu tăng cường cái sự hợp tác về quân sự để kiềm chế cái sự bành trướng tham vọng của Trung Quốc. Thì quý vị, điều này có nghĩa là Bắc Kinh đang dần dần bị cô lập, mặc dù Tập Cận Bình tuyên bố là sẽ không đi lại con đường bị cô lập giống như thời của Mao Trạch Đông trước đây. Nhưng mà chính ông ta đẩy nước Trung Quốc vào tình trạng bị cô lập. Bởi vì ông ta đã hướng cái nền kinh tế Trung Quốc từ một nền kinh tế à, được xem là tư nhân để phát triển thì bây giờ ông ta dần dần biến nó thành cái nền kinh tế tập trung, tức là tất cả quyền lực tài chính và tài nguyên đều nằm trong tay của Đảng Cộng sản. Do đó quý vị, đối với thế giới bên ngoài thì quý vị thấy rõ ràng là Trung Quốc dần dần bị cô lập. Thứ nhất là Hoa Kỳ thúc đẩy rất mạnh ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc ngay ở Nam Thái Bình Dương, ngay ở cái sân phi châu, ngay ở cái sân Trung Đông. Và bây giờ Hoa Kỳ lại áp lực các đồng minh tại Âu Châu bớt dần và tách dần cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Có nghĩa là cái sự vận động tối đa của Hoa Kỳ đã dẫn tới tình trạng mà Trung Quốc đã bắt đầu dần dần bị tránh xa. Chưa phải là cô lập. Nhưng sau cái biến cố của bà Nancy Pelosi bà tới viếng thăm đảo quốc Đài Loan, hành động diều hâu của Tập Cận Bình trên eo biển Đài Loan đã đẩy Trung Quốc qua một cái level thứ hai là từ cái tình trạng gọi là tránh xa Trung Quốc thì bây giờ quý vị họ lại bắt đầu tìm cách gọi là không giao du với trung quốc và không muốn lệ thuộc trung quốc nữa tức là cô lập trung quốc ngay cả cái quốc gia mà phải nói là thành công nhất của tập cân bình là philippines philippines khi mà duterte lên làm tổng thống do ức uh, gọi là có cái thành kiến sâu nặng với hoa kỳ duterte chặt bỏ tất cả các mối quan hệ với hoa kỳ để nối kết các mối quan hệ với Trung Quốc. Nhưng mà quý vị, Ferdinand Marcos Jr. được xem là một trong những nhân vật mà à, vừa lên thay thế vị trí của à, Duterte, thì ông này lại thắt chặt mối quan hệ với Hoa Kỳ. Trong một cái bức à, ngữ cảnh rất rõ ràng, ông ta khẳng định à, rất là nhiều. Ông ta đã từng nói với lại à, ông Biden trong cái cuộc họp ở tại New York là Hoa Kỳ là một người bạn cũ, là một đồng minh. Ở đây thì quý vị nhìn thấy rõ ràng hình Duterte à, hình của Ferdinand Marcos Jr chụp với lại Joe Biden và trong đó thì ông ta đã nói rõ rất rõ ràng, ràng ở đây quý vị, Hoa Kỳ là một đồng minh và chúng ta có thể làm ông Joe Biden thì nói rằng à, cái mối quan hệ của Hoa Kỳ và Philippines là gần như là nó sâu thẳm từ từ dưới lên trên luôn, từ ở phía sau ở dưới và lên tới nóc và trong đó ông ta nói rằng có thể làm việc chung. Ngược lại Marcos Jr., thì nói rằng là Washington là là một cái nơi bảo đảm hòa bình trong khu vực, đặc biệt là Philippines. Chúng tôi là partner của quý vị, chúng tôi là đồng minh của quý vị và chúng ta đều là những người bạn cũ. Đó là lời phát biểu của ông ta đã nói với ông Joe Biden trong cái cuộc gặp gỡ ở tại New York. Điều này có nghĩa là các quốc gia mà trước nay bắt đầu có quân hướng nghiêng về phía Trung Quốc dưới thời của Tập Cận Bình. Thì bây giờ họ bắt đầu tránh tránh dần ra. Ferdinand Marcos Jr. là đồng minh của Duterte Bon Bon Biệt danh của ông ta là Bonbon, Và quý vị Cuối cùng Bonbon không đi con đường của Duterte Bởi vì đi con đường của Duterte Rõ ràng nền kinh tế Philippines phát triển không được Do đó Bon Bon tức là Ferdinand Marcos Jr. Phải chọn một cái khách khác Ông ta phải chọn cách khác Để mà phát triển nền kinh tế của Philippines Và cách hay nhất Là nối kết lại Cái mối quan hệ đồng minh cũ với Hoa Kỳ thì quý vị, ngay cả Philippines đã bắt đầu có thay đổi quan điểm. Rồi cộng thông, cộng thêm ông tổng thống của Nam Hàn, Yoon seok yeol là một người được xem là bảo thủ. Ông ta tuyên bố là sẽ thắt chặt các mối quan hệ với Washington và dần dần tách rời cái ảnh hưởng của Trung Quốc lên nền kinh tế của Nam Hàn. Thì hành động này ông ta đã nói rất rõ trong cái cuộc gặp gỡ tại New York. Và điều mà Trung Quốc đáng sợ nhất là sự thắng cử của bà Meloni tại Ý Đảng bảo thủ của Ý thắng cử, bà bị một đám dân chủ cánh tả gán nhãn cho bà là cực hữu. Nhưng mà quý vị, trước khi tranh cử, bà tuyên bố bà thắng cử là điều đầu tiên bà làm là chặt bỏ một vành đai một con đường mà trước đó chính quyền của Ý đã gia nhập vào trong cái một vành đai một con đường của Trung Quốc. Có nghĩa là Ý sẽ chặt khỏi cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Và đó là lý do tại sao cả tuần lễ này, À, mấy ngày nay gần như báo chí của Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng bôi nhọ bà Maloney rất là nhiều. Bà Maloney là người là được xem là bây giờ là nữ thủ tướng đầu tiên của nước Ý. Thì quý vị, điều này cho thấy rõ ràng Trung Quốc đang dần dần bị tách rời và bị cô lập. Và chính điều này sẽ ảnh hưởng tới cái quyền lực của Tập Cận Bình trong nội địa. Có nghĩa là ông ta sẽ phải đối diện với tất cả sự kềm chế của các quốc gia Tây Phương đồng minh của Hoa Kỳ. Ông ta sẽ gặp khó khăn trong vấn đề phát triển kinh tế một cách khỏe mạnh giống như trước đây. Tức là Hoa Kỳ đã kềm chế rất nhiều trong trong các lĩnh vực kinh tế, từ kỹ thuật, từ tài chánh, cho tới cả kể cả một số những cái uh, ngành khác, thì họ đã bắt đầu kềm chế Trung Quốc. Thì quý vị, rõ ràng, Tập Cận Bình đang có nhiều thách thức. Và liệu nếu như nền kinh tế Trung Quốc rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng của năm 23 Kéo dài tới năm 24. Thì liệu Tập Cận Bình có nắm vững nổi ghế của lãnh đạo nhà nước Cộng sản Trung Quốc hay không? Hay cuối cùng cái ghế này sẽ phải nhường lại cho Lý Khắc Cường? Thì quý vị, hành động mà được xem là trong cái ngày một Tây vừa qua. Rõ ràng cái phe đối lập muốn kiềm chế Tập Cận Bình. Và đẩy vị trí của Lý Khắc Cường lên cao hơn. Do đó Lý Khắc Cường được chọn đọc bài diễn văn thay vì là Tập Cận Bình. Thì quý vị, đây chính là một trong những cái tình trạng mà Tập Cận Bình dù có gượng ngồi lại nhiệm kỳ thứ ba những thách thức mà ông ta phải đối diện rất là nhiều. Từ nội địa về kinh tế cho tới đối ngoại, sức ép và cái áp lực của Hoa Kỳ đang tách rời Trung Quốc ra. Thì quý vị, Tập Cận Bình sẽ gặp khó khăn. Cộng thêm cái eo biển Đài Loan là mối nhức nhối mà Tập Cận Bình cần phải giải quyết. Để chấn chỉnh cái quy thế của ông ta ở trong nội bộ đảng Do đó mặc dù là trên nguyên tắc Ông ta có thể sẽ nhận cái chức vụ này thêm 5 năm nữa Nhưng mà trên thực tế chưa chắc Tập Cận Bình đã ngồi đủ 5 năm Với cái áp lực từ bên trong qua tới bên ngoài Và điều này cho thấy rằng quý vị Tập Cận Bình đang phải ra đối diện Bởi vì ông ta mới gọi là một cuộc đấu tranh vĩ đại ông ta cảnh báo đảng cộng sản là một cuộc đấu tranh vĩ đại là ông ta biết được những thách thức này khó có thể vượt qua ok quý vị đó là cái bài phân tích của tôi cho quý vị thấy hai nhiệm kỳ đầu của tập cận bình là đốt tiền và nhiệm kỳ thứ ba tập cận bình có thể sẽ phải trả giá rất đắt cho cái nhiệm kỳ thứ ba và số mạng của ông ta như thế nào thì phải chờ xem những năm kế tiếp và sau cái phiên họp à, khai mạc quốc hội của Cộng sản Trung Quốc ngày 16 tây tháng 10 Thì chúng ta mới nhìn rõ nét được là cái tư thế của Tập Cận Bình sẽ bị kềm chế tới đâu Bởi đảng đối lập, và bởi, xin lỗi quý vị, bởi những kẻ đối lập ở trong đảng Đặc biệt là Lý Khắc Cường sẽ là nhân vật kềm chế Tập Cận Bình Và kềm chế tới mức độ nào thì chúng ta chờ thêm một vài tháng nữa Chúng ta sẽ nhận rõ hơn Ok quý vị, đó là cái bài phân tích hiếu tinh nhật ký phần 1 ngày hôm nay Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hiêu Tình Nhật Ký. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.